Làm cách nào để biến một bức ảnh tối trở thành một cái bức ảnh sáng? Một bức ảnh quá sáng trở thành một cái bức ảnh vừa đủ để chúng ta có thể thấy được những cái chi tiết của nó. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh ảnh và video cơ bản. Một khi đã hiểu và biết cách sử dụng tất cả những cái thông số này, các bạn có thể áp dụng vào hầu hết tất cả những cái phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh video đang có mặt trên thị trường, kể cả trên máy tính lẫn cả trên điện thoại. Và không để các bạn đợi lâu, nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Let's get started. Ok, hi, hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhân Nguyễn Production, nơi chia sẻ kinh nghiệm làm việc thực tiễn của một nhà sản xuất video. Trong những cái video trước đây mà mình đã từng đăng tải đó, thì mình đã có hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng một chiếc máy ảnh nè, cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, trong nhiếp ảnh và điện ảnh. Tuy nhiên, có đôi lúc chúng ta không thể nào kiểm soát được hết môi trường xung quanh. Ví dụ như đang ở một cái sự kiện, các bạn đang chụp ở cái góc này, nó đang rất là tối, và khi chỉ camera qua một cái góc khác thì nó lại quá sáng. Nhưng sự việc, sự vật nó hiện diện, cái moment, cái khoảnh khắc đó nó chỉ diễn ra một lần. Chúng ta không thể nào quay trở lại để chụp lại cái khoảnh khắc đó được. Vì vậy, nếu như chúng ta có một tấm hình quá tối hoặc một tấm hình quá sáng, thì làm cách nào để chúng ta có thể recover, có thể lấy lại cái khoảnh khắc đó với một cái bức ảnh có độ sáng phù hợp vừa đủ để chúng ta có thể xem được những chi tiết trong bức ảnh đó. Đó là lý do mà photo editing ra đời, là chỉnh sửa hình ảnh đó. Đối với ảnh phim thì người ta sẽ chỉnh ảnh trong cái phòng rửa ảnh gọi là dark room. Thì với những cái chemical, với những cái chất hóa học khác nhau thì có thể thay đổi cái màu sắc cũng như là độ sáng của cái bức ảnh đó. Tuy nhiên, khi mà chúng ta bắt đầu qua cái môi trường kỹ thuật số rồi thì chúng ta sẽ chỉnh sửa hình ảnh bằng những cái phần mềm, ví dụ như là Photoshop nè, Lightroom, VS Code Cam trên điện thoại hay là CapCut đều có những cái tính năng để giúp cho chúng ta điều chỉnh lại ánh sáng của một cái thước phim hoặc là của một cái bức ảnh nào đó. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể hiểu được tất cả những cái thông số cơ bản nhất của một cái quá trình chỉnh sửa hình ảnh. Mình sẽ sử dụng một cái phần mềm cực kỳ phổ biến trong giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp đang sử dụng hiện tại để chỉnh sửa hình ảnh của họ, đó chính là phần mềm Lightroom. Các bạn có thấy thú vị không? Darkroom là cho ảnh phim, Lightroom là cho ảnh kỹ thuật số. Một cái sự inspiration, cảm hứng để có thể tạo ra và lấy cái tên cho một cái phần mềm chỉnh ảnh cho thời hiện đại, đúng không? Thì trong phần mềm Lightroom này có một cái tab gọi là tab basic, là tab cơ bản. Trong tab này nó bao gồm tất cả những cái thông số mà hầu như tất cả những cái phần mềm chỉnh ảnh, chỉnh video đều có. Vì vậy, ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn hiểu được cách ứng dụng và sự ảnh hưởng của từng cái chỉ số lên từng cái khu vực trong hình ảnh của chúng ta. Ok, nào cùng mở Lightroom lên nhé. Ok, và đây là giao diện của app Lightroom. Thì đây là một cái app chỉnh sửa hình ảnh rất là mạnh mẽ và phổ biến. Nó có rất là nhiều cái công cụ khác nhau. Tuy nhiên, ngày hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn các bạn ở cái tab Basic, những cái công cụ cơ bản nhất để có thể chỉnh sửa ánh sáng và màu sắc của một cái bức ảnh. Trước tiên, đi vào chỉnh sửa một bức ảnh thì mình phải biết phân tích một cái bức ảnh đó cần chỉnh sửa ở chỗ nào. Chỗ nào bị tối quá, chỗ nào bị sáng quá, và vùng nào là vùng tối và vùng nào là vùng sáng. Khi mà chúng ta biết phân tích được một cái tấm ảnh thì chúng ta mới biết được sử dụng những cái công cụ nào để phù hợp cho cái việc chỉnh sửa từng cái khu vực như vậy. Thì bây giờ mình sẽ lấy tấm hình này để làm ví dụ để chúng ta có thể phân tích một cái bức ảnh. Đây là một cái bức ảnh mà mình chụp ở công viên gần nhà. Trong một cái bức ảnh thì sẽ phân ra thành hai vùng chính, vùng sáng và vùng tối, đó gọi là highlight và shadow. Thì highlight là vùng sáng, là vùng mà ánh sáng trực tiếp chạm đến cái vật thể hoặc là cái con người đó. Ngược lại, những cái vùng mà ánh sáng không đến được, đó chính là vùng shadow, là vùng tối. Thì nhờ sự tương phản giữa vùng sáng và vùng tối mới tạo ra khối của một cái bức ảnh. Ở bức ảnh này thì chúng ta có thể thấy được vùng sáng là vùng bầu trời ha. Những cái mé phía sau của những cái tòa nhà và bụi cây dưới đây là vùng tối. Khi mà chúng ta đã biết phân tích một cái bức ảnh rồi,
thì chúng ta sẽ bắt đầu edit và chỉnh sửa cái bức ảnh theo mong muốn của chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta có White Balance. White Balance là một cái công cụ gọi là công cụ cân bằng trắng mà trong cái video về giải thích cách sử dụng máy ảnh mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn về White Balance. Các bạn có thể xem lại để có thể biết thêm chi tiết về White Balance. Thì ở đây nó sẽ cho mình hai thanh công cụ. Thứ nhất là Temperature, là nhiệt độ màu. Các bạn có thể tăng giảm cái thanh này để tạo ra hiệu ứng nóng hoặc lạnh hơn cho bức ảnh. Ví dụ như kéo về phía bên tay trái thì bức ảnh sẽ có thêm màu xanh, tạo ra cảm giác lạnh hơn. Hoặc kéo về bên tay phải nó sẽ có thêm màu vàng cam, tạo cho bức ảnh cảm giác nóng hơn. Sau khi chúng ta đã hiểu về White Balance thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến khu vực Tone, là những cái chỉ số ảnh hưởng đến độ sáng của một cái bức ảnh. Ở đây mình có một cái bảng như thế này để chúng ta có thể dễ dàng hình dung những thông số này nó sẽ ảnh hưởng đến những cái khu vực nào của bức ảnh. Thì ở đây chúng ta có một cái thanh là từ sáng đến tối, là từ màu trắng cho đến màu đen, và vùng giữa là vùng màu xám. Thì ở trong tone chúng ta có rất là nhiều những cái công cụ khác nhau. Đầu tiên là exposure, độ sáng của toàn bộ bức ảnh. Khi các bạn tăng hoặc giảm exposure, nó sẽ tăng hoặc giảm độ sáng của toàn bộ tất cả những cái pixel có trong cái bức ảnh đó. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây, khi mình tăng exposure lên thì màu trắng sẽ trắng toát hết tất cả, chỉ có màu đen là không, bởi vì nó đã đen rồi, nó không còn gì để tăng lên được nữa. Tiếp theo là chúng ta có contrast. Contrast dịch sang tiếng Việt đó chính là độ tương phản. Thì khi mà chúng ta tăng hoặc giảm cái độ tương phản này thì sự khác biệt giữa điểm sáng và điểm tối trong bức ảnh nó sẽ rời xa nhau ra, có nghĩa là điểm sáng sẽ càng sáng và điểm tối sẽ càng tối, từ đó tạo ra cái sự tương phản của bức ảnh đó. Khi mà mình giảm contrast xuống thì những cái vùng màu xám ở đây nó sẽ bớt xám, những cái vùng màu sáng ở đây nó cũng sẽ sáng lên dần, thì nó sẽ tạo ra một cái bức ảnh gọi là, trong tiếng Anh đó, nó gọi là flat, có nghĩa là một cái bức ảnh nó bằng phẳng, nó không có khối, nó không có sự tương phản. Thì hai chỉ số này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ những cái pixel, những cái vùng trong một cái bức ảnh. Vì vậy nếu như chúng ta muốn tùy chỉnh một cái khu vực riêng biệt nào đó của bức ảnh thì chúng ta sẽ cần dùng đến bốn cái công cụ sau đây, đó chính là highlight, shadow, white and black. Thứ nhất đó là highlight. Thì khi mà chúng ta thay đổi highlight, có nghĩa là chúng ta thay đổi độ sáng tối của vùng sáng. Khi chúng ta tăng highlight lên mức tối đa thì những cái khu vực màu xám đây, ở cái vùng sáng này nó sáng lên và nó gần như chuyển thành màu trắng. Chúng ta không còn có thể phân biệt được cái vùng màu trắng ở đây và vùng màu xám ở đây lúc ban đầu. Ngược lại chúng ta có shadow. Thì khi chúng ta tăng hoặc giảm shadow thì nó sẽ thay đổi độ sáng hoặc tối của cái vùng tối của bức ảnh. Các bạn có thể nhìn thấy đây, khi mà mình giảm shadow xuống mức tối đa thì những cái khu vực gần màu đen nó cũng biến thành màu đen, không còn thông tin gì ở khu vực đó hết. Tiếp theo là đến white and black, thì rất là đơn giản và dễ hiểu luôn. White là add thêm màu trắng và black là add thêm màu đen. Ví dụ như màu xám ở background nó sẽ bớt đi màu trắng thì nó sẽ thành một cái màu xám đậm hơn. Khi mà mình tăng white lên thì nó có thêm màu trắng vào trong màu sắc đó. Ngược lại đối với black thì sẽ thêm hoặc giảm bớt màu đen vào trong cái màu sắc hoặc là cái khu vực đó. Và đó là tất cả những cái công cụ để giúp cho chúng ta có thể điều chỉnh được độ sáng của một cái bức ảnh. Thì sau khi cân bằng được độ sáng của một cái bức ảnh rồi, chúng ta lại muốn cái bức ảnh nó nét hơn nè, màu sắc rực rỡ, sống động hơn, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái công cụ tiếp theo sau đây. Thì để dễ hình dung hơn thì mình sẽ sử dụng bức hình này để cho các bạn có thể dễ hiểu tác động của những cái chỉ số tiếp theo, đó là texture, clarity, dehaze, vibration và saturation. Đầu tiên chúng ta có texture. Texture là cái độ nét của bề mặt. Thì khi chúng ta tăng hoặc giảm texture thì nó sẽ tạo ra cái độ nét của bề mặt cái vật đó. Thì khi mà mình tăng texture lên thì chúng ta có thể thấy được rõ ràng tất cả những cái vết xước nè ha, những cái đường vân của cục phấn, những cái nơi bị bong tróc của cục phấn nó như thế nào thì chúng ta có thể thấy được một cách rất là rõ ràng. Thì khi nào chúng ta sử dụng texture, nếu như chúng ta chụp một cái người nào đó muốn tạo ra một cái cảm giác cho bức ảnh nó mềm mại hơn thì chúng ta có thể giảm bớt cái texture đi để làm cho cái hình ảnh nó trở nên mượt mà hơn, nó không bị digital, có nghĩa là nó không bị quá nét. Hoặc là chụp một cái người đàn ông lớn tuổi
muốn thể hiện được những cái sự gai góc, những cái nếp nhăn ở trên mặt hoặc là những cái vết đồi mồi, thì chúng ta có thể tăng cái texture này lên để làm nổi bật những cái bề mặt đó của nhân vật hoặc là của một cái vật liệu nào đó. Tiếp theo chúng ta có clarity. Clarity cũng tương tự như là texture, cũng sẽ tạo ra một cái độ nét cho bức ảnh. Tuy nhiên, clarity nó còn ảnh hưởng đến màu sắc của bức ảnh đó nữa. Ví dụ như ở đây, nếu mà mình tăng clarity lên thì các bạn có thể thấy là màu sắc nó cũng bị biến đổi, nó làm cho bức ảnh có cảm giác rất là gai góc. Màu sắc thì nó thẩm đi và những cái độ nét nó lại làm nổi bật lên. Thì thường được dùng cho nếu như các bạn chụp một người đàn ông cơ bắp ha, gân guốc rất là nhiều, thì sử dụng cái hiệu ứng clarity này rất là tốt cho những cái bức ảnh như vậy. Tiếp theo là chúng ta có dehaze. Dehaze tạo một cái cảm giác mờ mờ ảo ảo của cái màu sắc đó. Ví dụ như đây, khi mà mình giảm dehaze thì màu sắc các bạn cũng thấy nó trở nên nhạt đi, nó bị mất đi cái sự tương phản. Và nếu như mình tăng dehaze lên thì nó sẽ tạo ra được nhiều cái độ tương phản hơn và màu sắc trở nên nổi bật hơn. Thì đối với dehaze thì mình thường dùng trong những cái bức ảnh mà chụp ở ngoài trời, chúng ta muốn có một cái bầu trời mờ mờ ảo ảo, nhìn nó mộng mị mơ màng, thì mình sẽ giảm dehaze đi một tí để có được cái hiệu ứng như vậy. Tiếp theo chúng ta có vibration và saturation. Đây là hai cái công cụ rất là dễ bị nhầm lẫn, bởi vì nó đều là tăng độ đậm của màu sắc có trên cái bức ảnh. Thì khác nhau là gì? Khi mà chúng ta tăng saturation thì nó sẽ tăng cái độ đậm nhạt của cái màu sắc đặc trưng. Ví dụ như viên phấn này, khi mình tăng maximum saturation nó sẽ chuyển về màu đỏ. Hoặc đơn giản nếu mình giảm thì nó sẽ trở thành một bức hình trắng đen, nó không còn một cái thông tin về màu sắc nào ở trên bức ảnh cả. Còn đối với vibration, nó sẽ làm nổi bật thêm những cái màu sắc mà trong cái bức ảnh không phải là màu sắc chính. Có nghĩa là những cái màu sắc mà nó chìm ẩn phía trong. Ví dụ như chúng ta có thể thấy ở đây là những cái màu của những cái viên phấn khác nó bị dính lên, viên phấn màu hồng ở đây chẳng hạn, ví dụ màu xanh hoặc là màu vàng bị dính lên cái viên phấn màu đỏ ở đây, thì vibration sẽ giúp cho những cái màu sắc ở khu vực này trở nên nổi bật hơn. Các bạn có thấy được sự khác biệt giữa trước và sau ở đây hay không? Đó, cái màu tím ở đây cũng đã trở nên khác nhau rất là nhiều khi chúng ta tăng vibration. Và khi giảm đi thì các bạn cũng thấy những màu sắc chính trong bức ảnh vẫn còn, tuy nhiên những cái màu sắc yếu hơn nó bị mất đi. Và đó là tất cả những cái thông số mà chúng ta có thể dùng để có thể chỉnh sửa, thay đổi màu sắc hoặc là ánh sáng của một cái bức ảnh. Thì sau khi đã hiểu hết rồi thì mình sẽ có ví dụ để chúng ta có thể bắt đầu phân tích và làm việc chỉnh sửa cái bức ảnh này trở về một cái màu mà mình mong muốn. Thì đối với bức ảnh này là một cái bức ảnh mà mình và bạn gái đã đi trong một cái chuyến đi ở Việt Nam. Mình cảm thấy bức ảnh này hơi tối đối với cái phong cách ảnh của mình. Thì chúng ta có thể thứ nhất tăng toàn bộ độ sáng của khu vực này lên ở phía giữa này để cân bằng lại cái ánh sáng giữa bầu trời và nhân vật. Ở đây mình thấy highlight cũng đã vừa đủ để chúng ta có thể nhìn thấy được những cái chi tiết. Mình muốn thấy những cái cây dừa này nó trở nên sống động và nổi bật hơn, nên mình có thể tăng shadow lên. Màu sắc của cái bầu trời cũng sẽ trở nên tươi hơn, thêm một chút white vào bức ảnh để tạo ra một cái cảm giác nó tươi tắn. Ánh sáng ban ngày mọi thứ nó sáng rực rỡ hơn. Sau đó thì vibration để tạo nên một cái sự sống động cho màu sắc. Và giảm đi một chút saturation để nó không quá là đậm cho cái bức ảnh của mình. Thì các bạn có thể thấy, sau khi chỉ cần chỉnh một chút xíu như vậy thôi, chúng ta đã thấy được cái bức ảnh nó đã khác rất là nhiều và nó tạo ra một cái cảm giác hoàn toàn khác cho bức ảnh. Đối với bức ảnh này, nó tối, nhìn không có cảm giác chúng ta đang đi biển, không có cảm giác mùa hè gì cả. Còn khi mà chúng ta đã điều chỉnh được cái độ sáng một cách phù hợp thì sau đó chúng ta có được một cái bức ảnh sáng, bầu trời trong xanh, nhân vật sáng và nổi bật, làm cho chúng ta có cảm giác như là đang thực sự ở cái bãi biển ngày hôm đó vậy. Và đối với bức ảnh này thì mình nghĩ rằng mình giảm đi một chút dehaze để cho bức ảnh nó trở nên bớt cái contrast và nó có một cái tí mơ màng, và mình cũng sẽ giảm luôn một chút clarify, tăng contrast lên một chút.
chỉ sau một chút điều chỉnh thôi thì các bạn có thể thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa hai bức ảnh. Chúng ta có một cái bức ảnh sáng sủa hơn, đẹp hơn, sử dụng dehaze và clarify để tạo cái cảm giác mơ màng, airy, có nghĩa là một cái cảm giác thông thoáng cho cái bức ảnh. Thì thường thì mình cũng hay áp dụng cái công thức này cho những cái bức ảnh chân dung nè, chụp ảnh cưới, đặc biệt là chụp ảnh cưới. Tại vì sao? Tại vì cô dâu chú rể sẽ thích một cái tấm ảnh tươi sáng, thể hiện cuộc hôn nhân này sẽ là một cái cuộc hôn nhân tươi sáng, một tương lai tươi đẹp, đúng không? Không ai muốn nhìn thấy một bức ảnh cưới tối, âm u, buồn bã cả. Ok, và để tổng kết cho video ngày hôm nay thì mình chỉ có hai điều mong các bạn hãy ghi nhớ. Thứ nhất là biết cách phân tích một bức ảnh, có sáng quá không, có tối quá không, đâu là vùng sáng, đâu là vùng tối. Thứ hai là hiểu và biết cách sử dụng của toàn bộ những cái công cụ để chúng ta có thể biết được cách thay đổi của từng vùng trong cái bức ảnh làm sao cho phù hợp với mong muốn của chúng ta. Và mình cũng hy vọng rằng những kiến thức vừa rồi đã giúp cho các bạn có được thêm nhiều nguồn cảm hứng, cũng như là có được thêm một cái kỹ năng mới để có thể tự tin cầm máy ảnh ra ngoài chụp hình, quay phim nhiều hơn và tạo ra nhiều những cái tác phẩm đẹp hơn. Nếu như video vừa rồi có những cái thông tin hữu ích thì các bạn đừng ngần ngại bấm like cho mình nha. Và đặc biệt bấm nút subscribe. Có nhiều bạn coi mà không có subscribe lắm á. Ok, và cuối cùng nếu như các bạn có một cái người bạn nào đó cũng hứng thú với nhiếp ảnh và điện ảnh thì đừng quên bấm nút share và gửi video này đến cho họ nha. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là Nhân, đến từ Nhân Nguyễn Production. Bye. Peace.